Chào mọi người đến với kênh của mình ha. Ngày hôm nay là ngày 29 tháng 3 đó. Ngày hôm nay mình sẽ lên cho mọi người hai đơn cá mới ha. Đó, đây là đơn cá đầu tiên, nó sẽ có giá là 60k. 60k này thì toàn là cá đẹp thôi mọi người ơi. Đó. Đây trước mặt mọi người luôn là một em Nemo dạ quang. Em này thì cực kỳ sung luôn, mọi người xem nó kìa ha. Đây. Em Nemo này thì size của nó là size trưởng thành rồi nha mọi người. Đó, nó kè với em phía trong ha. Và em phía trong đây là một em Fancy Cooper. Em này thì có cái phần viền đuôi là màu đen nha mọi người, đen nhạt thôi. Đó, mọi người nhìn kỹ mình sẽ thấy cái phần viền đuôi ha. Rồi. Em Fancy phía sau thì cũng là size trưởng thành, nhưng mà nó bự hơn con phía trước rồi mọi người, bự hơn nhiều luôn á. Nó tại dạ quang thì em thấy đa số là nó không có quá bự ha, nó chỉ có tầm này hoặc là lớn hơn xíu thôi là chắc nó mắc sai rồi. Đó, còn đây, đây là một em Fancy, đây như là Galaxy Fancy màu vàng. Đó, em này thì có cái màu cũng khá là đẹp. Đó, cái màu xanh thì nó chiếu chiếu, còn màu vàng thì nó đậm ha. Đó, có cái phần màu đen ở trên cái phần bụng nữa. Cái phần viền đuôi nè mọi người xem, nguyên cái phần viền đuôi của nó là màu xanh luôn đó mọi người, màu xanh nhạt nhạt thôi chứ không phải màu đen đâu nha. Đó, em này thì phải nói là quá đẹp rồi, bay trên bay dưới đủ kiểu chưa. Đó, phơm này không có tật lỗi ha. Em phía trong, em phía trong là một em Fancy này, là em Fancy S nha. Đó, nhìn đẹp không, đây là một em có cái phần đuôi như là Galaxy đó, cực kỳ là đẹp luôn. Em này thì mới nhập về nên mới có nha mọi người, chứ lần trước thì shop em là cái loại màu này là hết luôn rồi đó. Đơn này thì em mới về thôi. Đó, về thì lên cho mọi người liền. Còn đây, đây là một em Nemo. Đó, em Nemo Galaxy. Đây, em này thì có cái phần dãy cũng rất là to nè mọi người. Đó. Em này thì size của nó là size trưởng thành rồi nha mọi người. Size này thì cũng gọi là bự rồi đó, bự hơn những em trước rất là nhiều. Đó. Em phía sau nữa không, một trời một vực luôn. Em phía sau cũng là size trưởng thành. Đó, nhưng mà em phía sau nhìn cái đuôi kìa, trời ơi. Em này là em Nemo Cooper ha. Đó, có cái phần dãy sáng. Còn tiếp theo đây, đây sẽ là một em Nemo Candy. Đó, phần dãy màu hồng ha. Em này thì cái form của nó khá là tròn trịa, mình cũng không có bị tật lỗi nè. Cộng thêm cái đuôi của nó là đuôi móc ha. Em phía trong, em phía trong thì cũng là một em Fancy màu vàng. Nó cũng gọi là hiếm đó. Nó như em phía trong nhìn kỹ ha. Em nói là cái phần đuôi rất là đẹp. Đây, đuôi móc nè, đó mọi người thấy không. Đây, đẹp, cố gắng quay đây đây. Đó mọi người, cái đuôi nó xè rất là bự luôn ha. Đó, xè ra to hơn em phía trước rất là nhiều. Cộng thêm cái phơm của em phía sau là cái phơm nó dài nữa nên là nhìn nó rất là to, cực kỳ là sung luôn hai em này ha. Rồi, đây, trời ơi em dạ quang nè mọi người nhìn nè. Em này thì size vừa mới trưởng thành, trời ơi sung. Kìa, thường thường gặp mấy em nó sung vậy em thích lắm mọi người ơi, nó kìa rất là dữ. Thường thường thì mấy em size trưởng thành rồi đó, nó kè nó không có sung như kiểu này đâu. Đây, như em phía sau này thấy không, size đã trưởng thành rồi, kè nó chỉ là kè đầm đầm vậy thôi. Đó, còn mấy em nhỏ nhỏ vậy là sung lắm. Đây, một con kè bơi tới bơi lui, còn con bơi kè có một chỗ à, khác biệt. Đây, đây sẽ là một em Galaxy Nemo nữa ha. Đó, em trước em sau đều là Galaxy Nemo. Đó, nhưng mà mọi người xem ha, em phía trước và em phía sau có cái form nó hơi khác một xíu ha. Một em thì cái form hơi hơi dài thôi, còn em phía trước thì form nó là không tròn. Đó, em phía trước là đuôi móc rất là đẹp nha. Còn phía sau, em phía sau thì chắc đuôi chữ D thôi, nhưng mà màu sắc cũng rất là đẹp. Đó, màu thì lên rất là nổi ha. Cố gắng quay em phía sau. Đây, nghe nói đây. Đó, em nào em nấy cũng rất là căng như nãy ha. Còn đây, đây là một em Fancy Cooper đó. Em này có cái phần đuôi cực kỳ là đẹp luôn. Trời ơi, nhìn giống như mấy cái ngôi sao vậy đó. Nó phần dãy cực kỳ sáng nha. Đây, mọi người xem nó chiếu nè.
Đó. Em này thì đuôi của nó quá đẹp rồi. Đó, đuôi thì đuôi móc nè, thêm cái viền đuôi nữa. Màu đỏ thì đậm lè đậm lét luôn. Đó. Còn em phía trong. Em phía trong là lại là một em Nemo ha. Nemo của bên shop em bây giờ rất là nhiều. Đó. Nên là lên mấy cái đợt cá thì thường là có nhiều Nemo thôi. Tiếp theo. Đây, trời ơi lại là Nemo. Em Nemo Galaxy, nhưng mà em này mọi người xem ha, cái màu sắc nó cực kỳ là đẹp luôn, nó đẹp hơn những em hồi nãy khá là nhiều đó. Đây. Mình xem cái form đuôi của nó nè, đó. Đuôi móc ha. Còn em phía trong. Em phía trong cũng là em Nemo luôn. Em mới trong để em xem là Nemo gì ha, đây. Nào em Nemo Candy hay sao, nó có bằng giấy màu hồng kìa đó. Đúng rồi, một em Nemo Candy ha. Em trong em ngoài thì cái form của nó cũng y chang nhau à, mà cũng chỉ khác cái màu thôi. Em phía trước thì có cái màu nó đậm hơn. Đó. Đơn 60.000 mà nhìn em tình con này em tưởng đâu là mấy con 80% không đó. Nhìn cái form của nó quá đẹp luôn mọi người ơi. Nhưng mà chắc cũng có một số cái chỗ mà nó chưa có đủ điểm tiêu chuẩn để lên mấy cái đơn tiền cao ha. Đó. Em nhìn thì em mới chơi mà em nhìn như mày thì em không biết nó sai chỗ nào đâu. Đó, 60.000 mọi người cứ việc săn cho em. Bấm vào cái phần link bên dưới video, nó sẽ liên kết ra một cái shop nước mắm ha. Đó. Ở trong cái shop nước mắm đó thì nó sẽ có cái mã số. Mọi người chọn mã số trước và sau để có thể ghi những em này về ha. Còn đây. Đây là một em Half Moon. Đó. Em Half Moon này thì có cái màu là màu xanh xanh, cộng thêm cái phần viền đuôi là màu vàng. Nó pha lại rất là đẹp ha. Em này thì đáng ra phải bỏ sỏi đó, em đỡ nhầm ô nè mọi người thấy không? Đó. Bỏ sỏi vô cho nó không có bị rách đuôi. Nhưng mà em này thì mọi người mua nhanh nha. Đó. Em này phần đuôi còn rất là đẹp. Mọi người mua chậm nhiều khi nó kẹt kẹt nó bị chắc lại không biết đâu ha. Đây mọi người xem nè, đó kè đó. Em này thì tuyệt vời, trên cả tuyệt vời. Đây phần đuôi nè. Có xước chỗ nào không, mọi nhìn kỹ cho em đi. Nó không hề xước một chỗ nào đâu nha. Còn em phía trong. Em phía trong cũng là một em Nemo Galaxy luôn. Nemo Galaxy nhiều quá. Mọi người mua bớt cho em đi, trời ơi chứ giờ nhiều Nemo quá, lên clip nào cũng có Nemo hết. Không có gì đổi mới chứ á. Mọi người mua bớt đi rồi em lên cá khác nữa. Chứ giờ cá toàn là như vậy không à. Đó, còn đây. Trời ơi, em này còn Nemo nữa nè, mà Nemo đuôi ếch bích. Cộng thêm cái màu của nó là cái màu hồng hồng trong cam á. Trời ơi em này đẹp. Kè đứng yên chỗ luôn, mọi người nhìn đó nè. Đây. Nó đứng yên cho mọi người dễ nhìn luôn ha. Còn em phía sau. Em phía sau là một em Fancy Cooper. Đó, em Fancy này thì cái phần đuôi nó sẽ trắng nguyên mảng, nhờ có cái phần viền đen ha. Em phía sau cũng rất là đẹp đó. Em phía sau như là vừa mới trưởng thành thôi. Nó hơi trưởng thành hơn xíu mấy em kia rồi. Nên là nó kè cũng ít có sung dữ như mấy em trước ha. Đó, nó chỉ đầm đầm vậy thôi. Còn đây. Đây sẽ là một em Fancy Red. Có cái phần dãy mấy chấm màu hồng nè, cũng rất là đẹp đó. Cái này như ngủ gục rồi, em khỏ mấy cá cho nó thích rồi. Đó, mấy cá này chuyên gia em dở kè ra là nó không hay không biết gì trơn á, nó cứ đứng yên à. Đó, em có khỏ vài cái với nó mới tỉnh vậy, nó kè. Đó, thấy không? Nhiều khi em dở kè bất ngờ quá nó không biết. Đây, còn em phía trong là đó. Trời ơi, em này nắm kè lên quá đẹp mọi người ơi, đuôi móc luôn. Nãy không kè, không thấy được nó đẹp cỡ nào. Đó, mọi người thấy nó kè lên mới biết ha. Rồi, em phía trong. Em phía trong là em Nemo. Em này như là Nemo Cooper hay sao á, có cái phần dãy sáng ha. Cái màu chủ đạo của nó là màu cam đỏ. Mà cam nhạt thôi, không được cam quá đậm ha. Nhưng mà em này thì màu nó không có bị thiếu ha. Quá đẹp. 60.000 mà như vậy thì mọi người không săn quá uổng. Còn đây. Đây là một em Half Moon. Tiếp tục là em Half Moon màu xanh vàng ha. Nhưng mà em này mọi người xem cái màu vàng nó rất là nhiều. Màu vàng đậm, rất là đậm ha. Trời ơi, em này nhìn như là mấy ông thiếu gia hoàng kim á. Nó chiếu luôn nè đó.
Em này thì quá đẹp rồi, cái phần đuôi nó không bị gách ha. Đó, mình sẽ xem nó kè cực kỳ là sung, em này như vừa mới trưởng thành thôi. Chứ mấy em hấp môn lớn nó trưởng thành lâu rồi thì cái phần đuôi nó sẽ dài hơn nữa. Em này thì thuộc dạng là mới lớn thôi. Còn em phía trong, người xem em fancy phía trong ha. Thường là em fancy này nó sẽ có màu đỏ, nhưng mà em này sẽ có một cam hồng đó, mày thấy không, cam hồng nó chiếu màu hồng kìa. Phần metallic đáng ra màu trắng nhưng mà em này là màu hồng luôn, nó cực kỳ là đẹp luôn ha. Trời, em này mấy chị em bánh bèo săn cũng được nè. Đó, còn tiếp theo đây, đây sẽ là một em Galaxy Nemo luôn. Em trước em sau đều Galaxy ha, nhưng mà em sau thì có vẻ nó hơi hồng xíu thôi. Đó, đây hai em này thì cái form của nó là tương tự nhau rồi. Đó, mọi người xem đuôi thì đều là đuôi móc ha, quá căng. Đây, xem em phía trước đã rồi, về xem em phía sau nè. Đây, nói rồi, hai em này cái form y chang à. Đó, chỉ khác mỗi cái màu sắc thôi, nên là anh em đừng có quan tâm tới cái form của nó xấu hay đẹp. Bấm vô mua là auto giao cho anh em những con tuyệt vời như thế này. Đó, còn đây, đây là một em Fancy S. Đó, có một chút cái phần dễ sáng ha. Em này thì như là cái em mới về nên là em chưa có nhớ rõ cái tên nó, như là cũng là gọi là Fancy Cooper đó, nhưng mà cái phần đuôi của nó là màu xanh. Đây, một chút cái phần dễ sáng thôi, nó không có full nữa, thì nửa thân như mấy em Fancy Cooper mình thường em thấy ha. Đó, em này thì tuy rằng nó hơi nhỏ thôi nhưng mà nó sung rồi, mọi người thấy không. Đó, còn em phía trong, em phía trong là thuộc dạng ông của nội của nó rồi đó, mọi người nhìn thấy không, nằm lúc ở trong góc trong mà nó bự rồi hơn em phía ngoài nữa. Đó, em phía trong thì màu sắc quá đậm đà rồi. Đây, mình xem nó kè ha, viền đuôi màu đen. Đó, cái phần chủ đạo màu là màu đỏ đỏ nâu nâu á mọi người. Đó, nó không phải là màu cam ha, có cái phần đớm màu cam cũng là cam nâu nâu nữa, nhìn nó giống như màu đất vậy á. Đó, em này thì đem về set up cái hồ nền sáng sáng xíu là em nó sẽ nổi bật. Đó, em này, em này cũng rất là đẹp luôn. Em này là em tiếp tục vẫn là Galaxy Nemo luôn. Trời ơi, quá nhiều Galaxy như ngày hôm nay. Nhưng mà em này được cá, mọi người nhìn đi, trời ơi, form cực kỳ là đẹp luôn. Đó, màu sắc thì nó quá nổi bật rồi, không có bị thiếu màu đâu ha. Em này thì không có bị lỗi. Đây, tay bơi nè, bơi trên bơi dưới cũng như đuôi nè. Đó, anh em thấy có xấu chỗ nào không? Thế nào xấu được, em lựa toàn cá xịn cho mọi người không à. Còn phía trong, phía trong là em Fancy Cooper quen thuộc rồi ha. Đó, phần giấy em này thì cũng khá là sáng thôi, nhưng không gọi là sáng trắng nha. Có mấy em cái màu giấy nó sáng trắng luôn, nhìn cũng đẹp đó. Em này thì cái phần viền đuôi thì nó sẽ là một chút cái màu trắng nhạt, nó thay vì là màu đen như những em khác ha. Đó, dòng Fancy Cooper thì nó cũng na ná nhau thôi, chủ yếu là cái phần đuôi của nó đó, nó xem nó có cái phần cái nhọn giống như ngôi sao hay không. Đó, còn tiếp theo đây, kể từ cái ô này trở về sau sẽ là những em mái nha. Đó, mua mái về đổ mọi người ơi, đổ chung với những em 60 phía trước thì nó ra những cái bầy rất là đẹp ha. Đây, trước mặt mọi người đây là một em Nemo dạ quang. Đó, em mái này thì cái form mọi người xem nè, tròn trịa ha, không có bị mốc méo chỗ nào hết trơn á, suông từ trên xuống dưới luôn. Đó, em này thì không có bị gách ha, mấy em mái đa phần thì nó sẽ không có gách đâu mọi người, tại vì nó ít có cắn lộn, ít có kè lắm. Đó, đây hai em này nó chỉ kè sơ sơ thôi, chứ nó không có cùng mang chuẩn máu những em trống ha. Em với em trong này là em Nemo Candy. Đó, hồng tươi nguyên em luôn. Có khi nào đổ ra bầy con hồng 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 gì không không mọi người, nguyên bầy kẹo. Đó, còn đây, đây sẽ là một em em này như cũng là Nemo hay sao đấy, nhìn kỹ cái màu đó, cái màu này nó nhiều màu hồng quá. Đó, cái phần đầu nó là Nemo rồi, đúng rồi. Em này thì gặt ghi là một em Nemo Candy ha. Nó phần dễ mọi người xem là nó hồng tươi luôn,
nó còn sáng sáng nữa, nhìn rất là đẹp. Em này thì cái form khá là bự đó. Mà nhìn em ở trong rồi không, em ở trong là size trưởng thành rồi đó, nhưng mà không thể nào bự bằng em phía trước được. Không biết em này nó có like cái dòng nào khác không đó. Còn đây, đây là một em Nemo ha. Em Nemo này thì cũng có dính dáng một chút cái phần cánh đi thôi đó, phần hồng ở trên lưng nè, nó hơi ít cái phần dĩa hồng ha. Nhưng mà em này thì mọi người xem nó căng trứng kìa đó, nó đang xịt xịt cái gì ra cũng không biết ha. Đó, còn đây em phía trong, em phía trong là một em Nemo Cooper thôi, Nemo Cooper thôi, cái phần dĩa nó là màu dĩa sáng trắng ha. Nhưng mà em nó kìa có cái màu cũng khá là nhẹ nhàng, không có bị chói ló ha. Đó. Rồi tiếp theo, đây sẽ là em gì đây, đây em này là em Nemo Galaxy Nemo máy ha. Em này thì căng trứng quá rồi, cái bụng quá to rồi, mọi người mua về đổ cho em đi chứ giờ để nó đẻ trong đây là không có áp được. Đó, còn em phía trong, em phía trong là một em Fancy. Đó, Fancy Galaxy luôn, cái màu giấy hồng hồng chiếu chiếu luôn rồi đó. Em phía trong này cũng rất là căng trứng rồi ha. Đây em nào cũng căng trứng hết, cho mọi người về là mọi người đổ lên cho em. Còn đây, đây sẽ là một em Marble. Đó, em Marble này thì úp mặt vô trong rồi. Đây, một em Marble khá là căng trứng ha. Em này thì phần dãy cho mọi người xem nó rất là to, nhưng mà cái cảm giác cái màu của nó xen lẫn nhau, nhìn cái dãy nó tưởng là bị mất dãy không á, nhưng mà không nha, em này dãy không có bị mất, mà chỉ là cái phần cấu tạo màu của nó nhìn nó hơi bị ảo thực thôi đó, nhìn nó kỳ lạ thôi. Em phía trong, em phía trong là một em Nemo, một em Nemo Galaxy luôn, thấy không, Galaxy cái phần vây ở trên nè, cộng thêm cái phần đuôi nè, chấm cái phần đầu nữa đó. Em này thì chủ đạo nó là một cái nền cam đất ha, không có cam mà tươi như mấy em trống kia. Em này có dính một chút cái phần nâu nâu rồi đó. Rồi tiếp tục đi theo em xem cái đợt cá thứ hai ha. Đây, tiếp tục với cái đợt cá thứ hai của ngày hôm nay ha. Đợt cá này thì sẽ có giá từ 29 cho tới 80k luôn đó. Mấy cái đợt cá này sẽ là thập cẩm cho mọi người lựa luôn ha. Đây là những em đầu tiên, sẽ là những em 30k. Và mọi người lưu ý ha, cái đợt giá thấp này là sẽ không có cá mái đâu nha. Đó, bởi vì em soạn cá đủ loại giá rồi mà em còn soạn mái nữa thì không có ô để ha. Còn đây, đây sẽ là một em Nemo Galaxy. Đó, có cái phần Galaxy nè ha. Em này thì ăn no quá rồi nên là kè nó không có được sung. Còn em phía trong mọi người thấy không, em phía trong ăn ít đó, nên là nó còn khá là đói khát ha, nó kè rất là ghê. Đó, em phía trong thì là một em gì, cái màu sắc của nó thì em không biết nói gì cho đúng luôn đó, em như là nguyên con mà hồng hồng nè, cộng thêm cái phần đuôi màu đỏ nữa. Em này không phải Nemo hay sao á, nhìn cái màu hơi lạ ha. Mọi người thích nó thì bấm vô mua chứ em không biết tên nó rồi đó. Cấu tạo màu mà nó lạ lạ là em thua. Còn đây, đây sẽ là một em Nemo ha. Quay mặt ra sao đi con, rồi gần trước quần này xong rồi thấy con sao đấy kìa. Đó, em phía trước là một em Nemo thường thôi đó kìa nè. Đây, em này được cái phần đuôi mà viền đen ha. Em phía trong đó, nó không kè thôi, nó kè lên nó che em phía trong ác thì chứ. Em phía trong là một em Fancy Z, em Galaxy Fancy luôn. Trời ơi, cái phần dãy màu hồng ha, cái dãy hồng hồng đó đỏ. Rồi còn em này, trời ơi, đập vô mắt anh em là nguyên một cục than đang thùi lùi. Đây, em super đen này thì khá là to đó mọi người. Đó, em này thì lấy giá 30 luôn. Đây, cực kỳ là to nha. Thường thì những em super đen mình lên mấy đợt trước thì nó không có to được như vậy đâu. Em này chắc vài chục con mới có đựng con á. Đây, em này thì đen quá trời đen rồi, nên là cho dù có lấy nét cỡ nào thì nó cũng chỉ là màu đen thôi. Em phía trong, em phía trong là một em Nemo Candy. Đó, có phần dãy màu hồng đó, người thấy nó có xinh không. Rồi, em phía trong thì nó không có chịu kè với em phía ngoài như là quen mặt rồi đó. Hai em trong ngoài đều rất là khỏe mạnh nhưng mà nó không có kè. Đó,
chắc là đổi qua con khác thì nó sẽ kè. Còn đây, hai em này thì chặn từ sáng tới giờ nên là nó rất là ghét. Đây, em này thì vừa mới trưởng thành thôi, một em super ghét. Mà cũng không hẳn gọi là super ghét đâu, tại em thấy nó có mấy chấm đen kìa. Nó bị mấy chấm này không biết gọi là fancy được không nữa. Đây có phần bớt đuôi nữa nè đó. Thường super ghét nó đâu có mấy cái chấm gì đâu. Nhưng mà mọi người xem ha, em nó rất là sung. Em này thì cái size vừa mới trưởng thành thôi. Mọi người xem nó nhỏ ha, nó nhỏ hơn phía sau một xíu đó. Đây, nó quá đẹp luôn mọi người, màu sắc cũng rất là đậm đà luôn rồi. Đuôi nó thì là đuôi móc ha, còn mọi người xem cái khăn vàng đỏ nó nè. Đó, nó còn dài hơn cái khăn vàng của mấy học sinh đeo nữa. Và em đây là một em Dumbo ha. Đó, em Dumbo này thì có cái tay bơi rất là đẹp. Em xem cái Dumbo này nó có bị gách không. Nó chỉ hơi tưa tưa cái phần chóp một xíu thôi, nó cũng không gọi là gách đâu. Nhưng mà cái cấu tạo đuôi nó vậy rồi. Thường là nó gách nó sẽ bị tét ra luôn, nhưng mà em này không bị tét ha. Còn đây, đây sẽ là một em Nemo Galaxy. Em này thì cũng thuộc dạng mới lớn thôi nên là cực kỳ sung ha. Đây, trời em nó có cái khăn vàng màu trắng trong suốt luôn đó mọi người. Đấy, nó bơi từ lum tùm lá cho nên không lấy nét được. Em phía trong là em xe này là loại gì? À, một em Nemo Candy. Em phía trong thì size trưởng thành rồi. Đây, nó lên nó ngớp bọt nè, quay lại kè nè, đó. Nó mà thấy con trưởng thành nó kè là nó không có sung, nó không có bơi dữ như mấy em phía trước này. Trưởng thành mặc kệ sự đời. Còn đây, đây sẽ là một em Nemo Half Moon ha. Em này thì cái phần đuôi nó không có được dài lắm, nó chỉ hơi ngắn thôi. Đây, em khó khổ cho hai mẹ tỉnh nhau. Hai thằng nhìn mặt nhau mà không chịu kè sao vậy? Nó kè đó, núp sát trong góc đá em không quay được em Nemo Half Moon này. Và em Nemo phía trong là một em không có lấy nét được ở dưới mọi người ơi. Đây Nemo Candy đó, cũng hồng hồng như nhau thôi, bởi vì giá thấp mà. À, từ cái ô này, từ cái ô 166 này sẽ là giá 40k ha. Em không để ý xíu nữa là nhầm rồi đó. Đó, 40k. Những em này thì thường giá thấp mà, cho nên là nó cái màu sắc của nó, thứ nhất là nó không có quá nổi bật nè, cái thứ hai là nó không có thuộc dạng size quá lớn, nó chỉ tầm này thôi. Đó, rồi tiếp tục. Đây, đây sẽ là một em Nemo luôn ha. Trời ơi, Nemo quá trời. Đó, em Nemo này cũng hơi sung thôi, không gọi là sung quá đâu, tại vì nó size trưởng thành rồi. Mà em phía trong, em phía trong là một em Fancy. Em Fancy này thì sao cái phần dãy của nó lại là màu hồng mọi người ơi, không phải là màu trắng nữa đâu nghe, mà nó hồng luôn rồi đó, hồng tím kiểu gì đó, như là Galaxy Fancy hay sao á. Đây mọi người xem cái màu của nó nè, em này như là mới nhập về sao á. Cái màu này thường là em kiểm tra là nó sẽ không có ha, mọi người mua lẹ đi chứ cái màu hot là nó nhanh hết lắm đó, 40.000 mà anh em chơi cái gì nữa. Còn đây, trời ơi, em Half Moon màu vàng ha. Trời ơi, em này thì giá 40.000. Các bạn biết tại sao không? Tại vì cái phần đuôi nè đó, cái phần đuôi này em nghĩ là lúc mà bỏ vô chai nó sẽ bị xước á mọi người, nó văng ra luôn, hoặc là một số cái bọc đựng nó bị chặt quá nên là nó cắn cái đuôi nó. Nhiều khi nó đuôi dài quá cái nó không biết nó cắn luôn, em bị thấy mấy lần rồi đó. Còn em phía trong nó che mất em phía trong luôn, người hiểu cái đuôi nó bự cỡ nào ha. Nó không có bị mất cái phần đuôi này thì chắc kín cái hồ này luôn á. Đây phía trong là một em Fancy. Em Fancy này thì gọi là em Fancy Cooper nha. Đó, phần dãy kìa, phần dãy cực kỳ to luôn, nhưng mà em quay nó khó quá, em hấp môn che hết trơn rồi. Đây đây đây, đó, Fancy Cooper, phần dãy rất là sáng ha. Trời ơi, sáng trưng luôn. Em này thì không có phần đuôi xà ta đâu, nó chỉ là phần đuôi màu metallic thôi. Đó, theo ha. Đây, đây sẽ là một em này, như là em coi hay sao á, coi Fancy đây. Đó, hình như là coi á, cái phần phanh màu trắng nè, đó cộng thêm cái phần màu đỏ nó xen kẽ nhau, nhìn giống như con cá chép coi vậy mọi người. Đó. Em cũng cái phần phân biệt tới cái dòng coi và cái dòng Fancy thì em không có nhiều trình độ để phân biệt nó đâu. Đó, nên là nhìn màu để đón ha. Em phía trong, em phía trong là một em Fancy Gate, đó, Fancy Cooper, có cái phần đuôi viền đen.
thì Fancy Cooper thì em thấy mọi người cũng khá là chuộng, nó nhắn tin hỏi em quá trời. Nó thường thì mấy con bự bự, mấy con đẹp á sẽ hết nhanh. Mọi người nhắn tin rồi mọi người nói trời ơi, sao mà con đó nó không còn, tiếc quá trời, hôm nay em lên cho mọi người cả đống luôn. Mọi người lựa làm sao mà chấm được mấy con hết, cũng chịu rồi đó. Đây, đây là một em Nemo Candy. Nó nguyên bản là Candy ha, nó hồng tươi luôn là nó. Có phần rễ màu trắng nữa. Em này thì cũng rất là đẹp đó, nhưng mà em thấy cái màu sắc của nó không có quá nổi bật như những em kia. Những ai thích màu hồng cái sự giả dối thì rước em này về ha. Đó, phần đuôi thì màu trắng trắng, thêm mấy cái mảng màu nó chấm chấm lại với nhau nữa, cực kỳ là đẹp luôn. Trời ơi, em phía sau là một em Dumbo. Trời ơi, 40.000 anh em thấy không? Dumbo 40.000, nó không có gấp chỗ nào luôn. Chơi đi, anh em chơi con này đi. Em này mà đem về đổ là hết bài luôn. Trời ơi, anh em nào muốn nuôi Dumbo mà kiểu nuôi bầy á thì anh em sắm em này về ha. Em này có cái gen tốt đó, size thì size chuyển thành nè, thêm cái là phơ nó tròn trịa, tay bơi cũng rất là đẹp và đều ha. Còn đây, đây sẽ là một em Nemo Candy ha. Em này thì nó bị lỗi một chút rồi. Em này nếu như anh em mà không mua thì em sẽ chỉnh kho lại, tại vì em nói nè, trời ơi, nó bị bệnh phù dãy rồi. Nó lấy rẻ cho anh em luôn, anh em nào chữa được thì mua nó về, không chữa được thì tốt nhất là đừng nên mua này ha. Để em đem chữa cho. Nó bị sưng đuôi thôi. Ở phía trong. Sắp thoáng thấy cái màu phía trong là màu hồng hồng trắng trắng ha, nó là em gì đây? Đây là một em Fancy ha, đó. Em sẽ cố em quay đây. Một em Fancy Cooper. Có cái phần dãy trắng nè, không biết phải là Fancy Cooper không, chứ em thấy cái màu nền thực của nó là màu nền đỏ ha. Đó. Em phía trong thì cái đuôi rất là đẹp luôn. Đây, phần đuôi nó rất là tròn trịa nè. Cộng thêm là đuôi móc nữa, trời ơi. Hình như là mấy cái em có cái màu sắc cái màu trắng trắng như vậy thì anh em không có thích lắm hay sao á. Cái em thấy nó cũng đẹp mà mọi người. Nhìn nó tinh khiết như thế này mà. Còn đây, đây là một em Fancy Red. Đó, em Fancy Red này thì cực kỳ là sung ha. Đây, em này thì cái phơ của nó tròn trịa rồi. Cái phần đuôi thì nó đuôi vừa chạm thôi, không có gọi là đuôi móc quá căng đâu. Nó vừa chạm thôi. Còn phía trong. Em phía trong sẽ là một em Fancy Cooper ha. Đó, phần dĩ sáng. Hai em này thì cùng một loại nhưng mà có cái phần đuôi phía sau nó khác nhau. Đây, một em thì có cái phần metallic. Em còn lại thì không ha. Còn đây tiếp theo. Đó, anh em chơi đi, trời ơi. Anh em kiếm mấy con vậy đúng không? Nó 40 ngàn nữa anh em kiếm, anh em lựa đi. Mấy con vừa nãy cũng na ná nhau không à. Đó, mà em này mọi người xem nè. Bự chà bá lửa luôn. Đây. Em này thì nếu như mà có cái phần đuôi sợ ta nữa thì bán 60 ngàn vẫn ngon nha. Nhưng mà em nó không có cái đuôi sợ ta, nó chỉ là đuôi metallic thôi. Đó, và em Dumbo phía trong. Em Dumbo phía trong cũng rất là đẹp, cái phần đuôi cũng rất là bự ha. Đó, tay bơi thì cũng rất là đẹp đó. Em xem nó có bị tưa không. À, nó hơi tưa một xíu rồi anh em à. Tưa ngoài chót ha. Tưa ngoài chót thì thường em thấy nó sẽ rất là mau mọc. Thì mấy phần đuôi này nó sẽ mọc liên tục á. Nhiều khi nó bị gắt thì anh em hơi khó chữa thôi, chứ nó bị tưa như thế này thì rất là nhanh. Đó, nó mọc ra cái mới thì nó sẽ bị rụng đi mấy cái phần tưa thừa đó, rồi nó sẽ tròn trở lại. Còn đây, đây là một em Half Moon ha. Em Half Moon này thì có cái màu nền là màu đỏ hồng. Đó, quá đẹp luôn. Em này thì phần đuôi nó sẽ không có bị gắt ha. Đây, nó kè ra nè. Đó, anh em xem nó gắt không? Kiểm chứng cho em ha. Đó, và em phía trong. Em phía trong là một em chống ma bồ nha. Đó, màu xanh xanh trắng trắng. Em chống ma bồ phía sau sung quá mọi người ơi. Nó kè mà nó kè bơi tới bơi lui luôn. Lấy nét không kịp là video nó mà câm luôn. Đây, em sẽ cố gắng lấy nét nó cho bằng nó mới được. Đây 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 đây, lấy được nét nè. Đó, mời xem chân dung nó ha. Dãy thì rất là đều rồi. Đó, màu xanh này rất là đậm. Quá tuyệt vời. Rồi, tiếp theo. Kể từ cái ô này sẽ là giá 80k nha. Đó, 80k cho mọi người mua. Những anh em biết chơi thì vô cái ô này mà mua. Đó, toàn là cá VIP trong đó. Em phía trước này là em Nemo. Đó, Nemo Candy ha.
là đẹp luôn. Em này thì cái form của nó quá đẹp rồi, cộng thêm cái size của nó là size trưởng thành nữa. Em muốn xem cái đuôi nó là đuôi móc hay không. Em nhìn cái là em biết luôn mọi người, đuôi móc đó. Nhưng mà em Ireland nó không kè. Em Ireland thì em thấy nó ít có kè lắm. Từ khi vô shop tới giờ em chưa thấy em Ireland nào nó kè, mà nó kè sung thiệt là sung. Nếu em coi phần đuôi ha, nó chỉ túm túm là gì là nó bơi tới bơi lui thôi, mà đụng tới nó cái là nó nhảy bay khỏi mặt hồ luôn đó. Ngoài ra anh em nuôi những em Ireland này á, thì anh em phải có cái đồ đậy đó. Đuôi rất là bự nha, mà không thành kè đó. Còn đây, đây sẽ là một em Fancy. Fancy ghét ha, em này thì cái màu rất là đậm không, 80.000 có xứng đáng không nha. Có cái phần dãy thay vì là cái phần dãy metallic màu trắng, nhưng em này có cái phần dãy metallic màu hồng, kèm theo là cái đuôi nè mọi người xem. Đó, cái đuôi thì cái đuôi một chút nửa màu xanh nè, nửa màu đỏ. Trời ơi, đuôi nhìn lạ quá. Em phía trong là một em Fancy màu vàng ha, một em Fancy Cooper vàng. Đó, giống như mấy em màu đỏ thôi, chỉ là khác màu. Em này thì cái form của nó sẽ hơi dài một xíu ha. Ông nhìn kỹ nó hơi dài hơn những em khác, khác nó tròn trịa rồi. Đó, nhưng mà cái màu này là cái màu hiếm nha anh em, bán giá này là sát giá rồi đó. Còn đây, đây là một em Nemo Galaxy. Nemo Galaxy này thì mọi người xem là đỏ, đuôi thì đuôi móc. Mọi người xem cái size của nó, cái size của nó rất là bự. Em phía trong còn bự hơn nữa, trời ơi. Em phía trong hình như là em xem phải là cái dòng da hình hay không mà nó bự dữ vậy. Đó, em phía trong này, mọi người xem phía trong ha, là em Nemo Candy. Chuẩn bài luôn. Cái phần giấy hồng, đây phía trước nó che mất tiêu rồi. Đây, đây, đây. Đó, size cực kỳ khủng luôn. Anh em nào biết nó là dòng gì thì comment cho em biết ha. Chỉ đạo cho em với chứ mới vô nghề anh em khi em đọc đúng tên này không biết đâu á. Đó, còn đây, đây sẽ là một em Nemo Galaxy luôn. Đó, em này thì mọi người xem nè, đó, màu sắc thì cực kỳ là nổi bật. Cái màu á, cái phần lưng á, nó sẽ đậm hơn cái phần dưới nha. Đó, nó sẽ nhạt 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 từ từ. Em này nhìn bắt mắt quá, không biết có anh em nào thích không á. Anh em nào thích nó thì bấm vào cái phần link bên dưới video, em có ghim rồi. Đó, nếu như mà cần hỗ trợ gì nữa thì bấm vào cái phần số điện thoại Zalo ha, sẽ hỗ trợ cho mọi người. Còn em phía sau, em phía sau là một em Nemo, Nemo Candy hay sao đó mọi người, nó có hồng hồng kìa. Gọi Nemo Candy cũng đúng mà gọi Nemo Galaxy cũng đúng nha. Đó, cái phần đuôi thì nó lại là Galaxy tùm lum tà le hết. Đó, nhưng em phía trong ha, size cũng rất là to. Đây, em cố gắng quay phía trong, nó kẻ trên mặt không à. Đây, 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 em nói đây. Em này thì không có bị mất màu ha. Mấy em giá 80 này thì em đảm bảo cho mọi người là không có mất màu đâu. Quá đẹp. Còn đây, em phía trước này là em Nemo, Nemo Cooper ha. Có một hai cái phần dãy chấm sáng kìa. À, đúng hơn là đúng ba cái dãy ha. Đó, này phía trong. Em phía trong nó hình như là Nemo. Em xem là Nemo Galaxy. Nó cũng tương tự như em hồi nãy vậy. Đó, có màu hồng luôn, có cả cái màu Galaxy luôn. Đó, nó cứ lai tạc vậy đó mọi người. Nhưng mà cái màu sắc của nó quá đẹp rồi. Trời ơi, màu hồng, màu đỏ, màu tím tím, màu xanh nữa. Xứng đáng lắm mọi người mua không? Đó, mua mấy em này thì cần gì phải tiết tiền trời. Còn đây, em phía trước này là một em Fancy ha. Em này thì có phần đuôi Galaxy rất là đẹp, xanh xanh ha. Em này thì kè cực kỳ là sung luôn. Em này thì đuôi móc quay trên và dưới dài nè. Trời ơi, size thì size này cũng vừa mới trưởng thành thôi, nhưng mà nó cũng khá là to rồi. Em này thì thuộc dạng cũng gọi là to rồi, nên là anh em mua á, anh em biết chơi á, anh em sẽ không có bị tiếc mấy phần nó sẽ là lỗi ha. Đó, anh em này mới tập chơi thì em khuyên tốt nhất nên mua mấy em giá rẻ thôi. Khi nào mình lên tay rồi thì mình sắm với em xịn sao. Đó, em phía trong là một em Nemo. Em xem Nemo gì nó kè theo em này hoài không có thấy được. Đây, một em Nemo nhưng mà có cái phần đuôi là màu đen đen xanh đó, không hẳn là Galaxy đâu, nhưng nó chỉ là phần Nemo và có phần nhìn đen thôi. À, đây, đây, đúng rồi, Galaxy đó mọi người ơi.
nhìn kỹ mới thấy nó chiếu kìa, nó quá đẹp luôn. Nào thích thì bấm vào phần link để mua ha. Nó sẽ liên kết tới cái shop nước mắm, mọi người đừng có bất ngờ. Trời ơi, cái mã số trong đó là mã số của con cá nè đó, mã số trước sau đó. Mọi người mua mã số 180 trước á, thì em giao cho mọi người những em cái phần ô phía trước, phía sau thì những em ô phía sau ha. Đó, em ngăn ngay trước sau vậy cho mọi người nó nhiều hơn, mọi người dễ lựa. Rồi, tạm biệt mọi người ha, chào mừng mọi người đến những video tiếp theo của em ha. Video này được quay tại shop cá cảnh Beta Coffee. Các cảnh quay sau đây được thực hiện bởi chuyên gia và những người có kinh nghiệm chăm sóc động vật. Đây là dàn hồ cá có các vách ngăn vừa giúp cá Beta vui vẻ khi thấy nhau vừa bảo vệ chúng. Ở đây, chúng tôi đang trưng bày và giới thiệu đến công chúng vẻ đẹp nghệ thuật của loài cá Beta. Bên cạnh đó, video này là cảnh chúng tôi đang nghiên cứu về tập tính, thói quen và hành động của loài cá Beta khi chúng thấy mặt nhau, nhằm cung cấp kiến thức cho người xem về loài cá này. Qua đó người xem có thể thấy được vẻ đẹp và giá trị nghệ thuật của loài cá Beta. Khi nuôi cá này, bạn cần hồ kính có vách ngăn như trong video của chúng tôi để mang đến môi trường sống tốt nhất cho loài cá Beta. Các cảnh quay sau đây sẽ minh họa và hướng dẫn bạn cách nuôi và chăm sóc cá Beta tốt nhất. Chúng sẽ cảm nhận được sự an toàn, ấm áp và vui vẻ khi bạn nuôi cá Beta giống như trong video của chúng tôi.